Hôm nay em Hương sẽ lên sóng cho các bác nhà mình một mẫu xe giá tầm tiền chỉ như xe máy thôi, 146 triệu nhưng một chiếc xe số tự động đẹp của em Hương màu đỏ nhá. Kia Morning số tự động đời 2004, xe chuẩn cán bộ, em mua lại của bác cán bộ đây các bác này. Các bác nhìn này, dùng khóa khiển nhá, dùng khóa khiển bấm mở khóa lên, một dải đèn nét quanh đèn pha, rất là đẹp luôn. Đèn pha của em này là đèn bi cầu kết hợp với đèn phá xương, và phía dưới cũng là đèn bi cầu luôn. Các bác có nhìn thấy cái lúm mà màu đen đen ở trên gương kia không ạ? Đó là cam 360 này. Phía sau xe còn có cho em một cái cánh gió nhé. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết các bác cho các bác nhà mình xem một chiếc xe Kia Morning đẹp như thế này mà giá chỉ có 146 triệu thôi. Và em này còn là số tự động các bác nhé. Được sản xuất vào năm 2004 và em này là bản Nhật Hàn các bác này. Một dải đèn led này, chỉ cần bấm chìa khóa thôi là em nó sẽ sáng, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Đó, chạy một dải đèn led này. Đèn halogen, đèn phá xương và đây sẽ là đèn bi sa lông nhé. Và gầm cũng là đèn bi sa lông ạ, không phải là đèn halogen đèn sợ đốt đâu nhé. Lớp sơn màu đỏ đẹp, xi nhan chân hông, một dàn lốp khá là dày. Và em này còn được bác chủ cũ ốp lên bộ la răng hợp kim quá là ok luôn. Các bác nhìn la răng này, sơn lại rồi, các bác đấy sơn cái màu la đen răng màu đen nhìn rất là đẹp. Gầm bệ 2004 nhưng phải gọi là siêu chất luôn, không hề có dấu hiệu mục mọt này. Cam 360, xi nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 2 2023, còn qua lửa năm nữa các bác ạ. Lẹp chân kính này, gương kính liền đời vì chắn mưa nhé. Ồ, chiếc xe của em Hương đây quá là xuất sắc luôn. Và bên trong đây các bác sẽ giật mình luôn, em này còn có cả đề lổ khởi hành start top này, màn hình Android này, và có thêm quạt nhá, điều hòa hai vùng mát lạnh rồi nhưng vẫn lắp thêm quạt gió cho mình. Và có sấy sưởi ghế đầy đủ cho em này, sấy sưởi ghế điều hòa mát lạnh rồi, củ số thẳng nhá, củ số thẳng rất là dễ đi luôn. Đề lổ khởi hành start top trần lỉ 5D, à trần da 5D, ghế da đùng cồng đồng nhất với cả phần trần da luôn. Xe này cực kỳ chất và cứng cáp cho em luôn. Thảm sáu thảm rối sạch sẽ này, táp ly táp lô đây. 2004, một chiếc xe thật sự quá là ok luôn, với cái tầm tiền chỉ 146 triệu. Đấy là giá em bán nhá, còn các bác thiện chí em vẫn bất lộc cho các bác nhà mình. Kia Morning 2004 bản nhập đại số tự động đẹp đây các bác nhìn này. Đấy, gầm bệ sáng này, cánh gió thể thao phía sau nhìn quá là chất luôn. Cam lùi có này đấy, cầm chìa khóa ra bên ngoài một chút thôi là tự động chốt cửa vào. Rất giống những dòng xe hạng sang vài trăm triệu cho đến hàng tỷ cũng chỉ có những cái option như vậy thôi. Mà xe 146 triệu cũng không hề kém cạnh nhé. Cam lùi đầy đủ này. Một chiếc xe, một ngôi ông sao vàng tượng trưng của Việt Nam đây. Bác là chuẩn cán bộ luôn các bác nhé. Kia Morning này, cam lùi đầy đủ cho em. Mở khoang hành lý cho các bác xem này, gọn gàng và cũng khá là sạch sẽ đúng không ạ? Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích nốt vẫn còn, máng nước hai bên đây. Thay vì đi một chiếc xe máy vừa mưa vừa nắng vừa bụi vừa gió thì các bác ơi, hãy thưởng thức gió điều hòa đi ạ. Gió điều hòa trên chiếc xe Kia Morning của em Lê Hương nhé. Kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790 để em Lê Hương tư vấn cho các bác nhà mình về siêu phẩm Kia Morning đây ạ, phải gọi là siêu phẩm luôn. Lốp lắp dày, la răng thể thao, độ lên cánh gió thể thao phía sau nhé. Đó, chỉ cần cầm chìa khóa thôi là em nó lại chốt cửa vào ạ. Đó, thật sự là quá là chất luôn, nhìn khá là ok luôn đúng không ạ? Cứng cáp này, vừa tiền này, số tự động dễ đi, phù hợp với các bác nhà mình đi gia đình hay là mua cho bà xã nhà mình thay một chiếc xe máy, tránh mưa tránh nắng đi làm rất là ok, đưa đón con đi học, đưa bố mẹ ông bà đi khám chữa bệnh rất là ok và hợp lý này. Đề lổ khởi hành start top, màn hình Android, sấy sưởi ghế làm man thế có hết rồi. Xe tiền tỷ có như thế nào thì em Morning này cũng có luôn các bác nhé. Đây là một chiếc xe vừa mới về mà đã đẹp như này rồi, em sẽ có dọn rửa qua một chút nữa nhé. Đây các bác này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, một chiếc xe chuẩn cán bộ luôn, có luôn cả mật khẩu lên đây nhé. Cái này các bác khi mà quên chìa khóa này, bấm cái này nó vẫn mở được cửa này. Bộ Tư lệnh này, không bia rượu luôn, xe chuẩn cán bộ Quốc hội đây. Bác nào đang quan tâm về chiếc xe Kia Morning này, liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. 146 triệu Kia Morning 2004, số tự động đẹp, đang chào các bác nhà mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. 11:30 các ngày em sẽ hẹn các bác nhà mình trong buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em, trong buổi livestream với 150 đầu xe ạ. Xin chào ạ.